Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ ba. Tổ Thương Na Hòa Tu sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 60 năm. Cha tên Lâm Thắng, mẹ là Kiều Sa Gia, ở nước Ma Đột La, dòng Tỳ Sa Đa. 20 tuổi xuất gia tu theo đạo tiên ở núi Tuyết. Vì tu theo đạo tiên, ngài tu luyện nên có thần thông. Khi gặp Tổ A Nan Đà, Tổ hỏi: "Ông tu có thần thông để làm gì?" Ngài kiêu hãnh nói: "Tôi tu có thần thông để thiên hạ kính nể." Tổ A Nan Đà hỏi tiếp: "Thiên hạ kính nể để được cái gì?" Nghe Tổ A Nan Đà hỏi câu thứ hai, ngài thấy mình lạc vào chỗ khoe khoang nên xuống giọng nói với Tổ: "Vậy ngài tu theo đạo Phật để được cái gì?" Tổ A Nan Đà nói với ngài: "Ta tu theo đạo Phật không được cái gì cả, mà để được trở về quê hương chân thật của mình thôi." Nghe Tổ A Nan Đà nói không được gì, nên ngài xin Tổ nói chỗ được và không được để ngài rõ thông. Tổ A Nan Đà nói bài kệ: "Nơi vật lý thế giới này, tu hành mà được việc này việc kia, tu theo vật lý phân chia, chiều dương vui sướng kìa là chiều âm, thần thông là của chiều âm, ông tu mà được thần thông của mình, tức còn luân chuyển tử sanh, luân hồi sanh tử đua tranh làm gì, tâm mình thanh tịnh hằng tri, luân hồi sinh tử làm chi được mình, thiền thanh Phật dạy rất linh, không cần khổ sở mà mình về quê. Quê xưa chỉ một đường về, Niết Bàn thanh tịnh không hề dụng công. Thiền tông phổ khắp núi sông, nhiều người giác ngộ thông dong rất nhiều. Thiền tông Phật dạy không nhiều, ai mà nhận được những điều thiền tông. Vị đó là người có công, dẫn mạch nguồn thiền của Phật Thích Ca. Nếu ông mà đã nhận ra Niết Bàn thanh tịnh Thích Ca lưu truyền, tức ông là người đủ duyên, sẽ được truyền thiền làm tổ tiếp theo." Ông vừa nghe Tổ A Nan Đà nói 24 câu kệ, ông liền giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, nên có trình với nhị Tổ A Nan Đà bài kệ như sau: "Cực khổ dụng công thiền để tìm việc linh thiêng, linh thiêng là hư ảo, hư ảo là luân hồi, luân hồi là đường khổ phải trầm luân. Thầy dạy con chỉ dừng, liền ngay đường đau khổ, tự nhiên hết trầm luân. Vừa nghe qua con mừng, mừng vì biết đường khổ, xin lại thầy cảm ơn. Không biết chi đáp đền, kính xin thầy chấp nhận, đệ tử nghe theo thầy, nối tiếp pháp thiền tông. Phổ đi khắp núi sông của Thích Ca đã dạy, hiện tại cảm ơn thầy, ngày xưa Đức Phật dạy. Xin lạy về núi Linh Sơn, kính nguyện ơn trên Phật, con xin chuyển pháp ngài, thường còn nơi thế gian. Muôn người được bình an và biết đường giải thoát, kính xin thầy chứng lòng, Na Hòa Tu kính lạy." Vừa nghe ông Thương Na Hòa Tu trình 28 câu kệ, Tổ A Nan Đà biết ông đã đạt được bí mật thiền tông, nên dạy như sau: "Tuy ông tiếp xúc với ta thời gian rất ngắn, nhưng ông giác ngộ được yếu chỉ thiền tông và đạt luôn cả bí mật thiền tông. Theo nguyên tắc là ta sẽ truyền thiền tông cho ông để làm tổ sư thiền tông đời thứ ba. Nhưng theo lời ghi trong huyền ký của Như Lai, khi Như Lai diệt độ 100 năm, ở vùng này có người tên là Thương Na Hòa Tu, nối tiếp ta làm tổ sư thiền tông đời thứ ba. Do đó, ông phải đợi thêm 20 năm nữa thì mới đúng là ngày Như Lai diệt độ đúng 100 năm. 20 năm sau, đúng ngày truyền thiền tông như đã ghi trong huyền ký, Tổ A Nan Đà làm lễ truyền bí mật thiền tông cho ông Thương Na Hòa Tu dưới gốc cây cổ thụ bằng một buổi lễ đơn sơ nhưng đúng theo quy định mà Như Lai đã dạy. Chúng tôi xin bỏ phần nghi thức
chỉ nêu bài kệ truyền bí mật thiền tông mà nhị tổ A Nan Đà đọc truyền cho ngài Thương Na Hòa Tu. Bài kệ truyền thiền tông như sau: ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ thương có duyên, ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Tu kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là xong luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã nhận được nhận thì thiền tông. Thiền tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, đúng 100 năm truyền ra tổ này. Hôm nay tại dưới gốc cây, tổ vị thứ ba tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Truyền đi khắp chốn núi sông, giúp người biết được là xong luân hồi. Thiền tông đặc biệt dạy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Thay lời Đức Phật tuyệt linh, chuyển ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an, nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Ông nay hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.